Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 6 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ban Tổ chức Trung ương Đảng họp trực tuyến toàn quốc về xây dựng bộ máy công quyền hiệu lực hiệu quả. Ủy ban Quốc gia Việt Nam về trẻ em tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác bảo vệ trẻ em. Thành phố Hưng Yên có nhiều giải pháp tiêu thụ nhãn cho nông dân. Xã Minh Tiến huyện Phù Cử còn nhiều vi phạm trên đất nông nghiệp. Xã Tân Dân huyện Khoái Châu xảy ra vụ án mạng chết người. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến thuyết trình với chủ đề xây dựng bộ máy công quyền hiệu lực hiệu quả. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành huyện thành phố trong tỉnh. Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên trường Chính sách Công lý Quang Diệu, Singapore truyền đạt, thuyết trình những vấn đề cốt lõi trong chính sách xây dựng bộ máy công quyền hiệu quả. Là nước có diện tích nhỏ hẹp, ít tài nguyên, nước ngọt còn phải nhập khẩu, nhưng Singapore là hình mẫu tự lực đi lên của thế giới. Điểm cốt lõi đầu tiên để Singapore đạt thành tựu nổi bật đó là xây dựng bộ máy công quyền hiệu lực hiệu quả. Chính quyền đóng vai trò kiến tạo để mọi tổ chức cá nhân nỗ lực làm giàu chính đáng cho cá nhân và đất nước trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Điểm cốt lõi thứ hai để Singapore thành công đó là tận dụng thành tựu của các nước tiên tiến, cứ cái gì hay phù hợp thì áp dụng, không mất thời gian tiền bạc cho thử nghiệm thay đổi. Ví dụ như để xây dựng các luật và chương trình giáo dục cũng như nhiều chương trình khác, Singapore cho dịch toàn bộ luật chương trình giáo dục của các nước phát triển. Sau đó, đội ngũ chuyên gia trong nước có trách nhiệm nghiên cứu tham khảo để xây dựng ra các luật chương trình giáo dục cho chính mình. Sáng nay dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về trẻ em Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, công tác bảo vệ trẻ em luôn được các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm triển khai thực hiện. Việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em tiếp tục đạt nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, công tác phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Mỗi năm, trung bình cả nước có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và giải quyết. Trong đó, trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm hơn 60%. Năm 2017, cả nước có khoảng 4.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 1.800 trẻ em bị đuối nước. Ở tỉnh Hưng Yên, từ năm 2017 đến nay, đã xảy ra 24 vụ việc xâm hại bạo lực với 25 nạn nhân là trẻ em, trong đó có 19 vụ liên quan đến bạo lực trẻ em. Phát biểu chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh việc chăm sóc bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội và yêu cầu ngay sau hội nghị này, các ngành địa phương trong tỉnh phải sớm có báo cáo chi tiết và có những giải pháp cụ thể về công tác bảo vệ trẻ em. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phải tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh kiện toàn ngay ban điều hành nhóm công tác liên ngành bảo vệ trẻ em ở các xã phường thị trấn, các sở ban ngành phải phối hợp rà soát và hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ trẻ em của Ủy ban Nhân dân các cấp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bạo lực xâm hại trẻ em. Đặc biệt, phải tăng cường truyền thông giáo dục về vai trò trách nhiệm và trang bị kiến thức kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở, các gia đình về phòng ngừa, xử trí các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, tuyên truyền nhân rộng các mô hình bảo vệ trẻ em hiệu quả ở cộng đồng. Đoàn công tác của thành phố Hưng Yên do đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm nhãn quả tươi tại hội nghị kết nối cung cầu và giới thiệu sản phẩm do Trung tâm Giao dịch Thực phẩm An toàn và Dịch vụ Nông nghiệp An Việt thuộc Tập đoàn An Việt tổ chức tại thành phố Hà Nội. Phát biểu với các đơn vị doanh nghiệp, các tập đoàn thương mại tại buổi gặp gỡ, đồng chí Tạ Hồng Quảng nhấn mạnh,
thành phố Hưng Yên là địa phương có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản phẩm nhãn quả tươi vốn đã nổi tiếng từ rất lâu đời. Đồng chí mong muốn các đơn vị doanh nghiệp, các tập đoàn thương mại phát huy tốt vai trò kết nối cung cầu, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhãn, đồng thời khẳng định thành phố hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế cũng như các chế độ chính sách để nhãn quả tươi của thành phố Hưng Yên sớm có mặt tại các kênh phân phối, các hệ thống cửa hàng siêu thị và đến tay người tiêu dùng trong cả nước cũng như trên thế giới. Nhân dịp này, Hợp tác xã sản xuất nhãn lồng thôn Lễ Châu, xã Hồng Nam đã tổ chức giới thiệu, trưng bày, bán nhãn quả tươi và các sản phẩm khác từ nhãn đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng. Vụ nhãn năm nay huyện Khoái Châu có hơn 1.600 ha đang cho thu hoạch, ước thu gần 20.000 tấn quả. Trong đó có 120 ha nhãn Việt Gáp đã được thương lái đặt mua hết từ đầu tháng 8. Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Khoái Châu, vụ nhãn năm nay huyện Khoái Châu có 1.600 ha đang cho thu hoạch, trong đó có 120 ha nhãn trồng theo hướng Việt Gáp, ước đạt sản lượng khoảng 20.000 tấn. Sản lượng tăng gần 50% so với năm ngoái. Nhưng nhãn năm nay lại được giá trung bình từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Những trà nhãn sớm, nhãn Việt Gáp, nhãn T2, T6 và nhãn Miền Thiết, người trồng nhãn ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, Ông Đình, An Vĩ bán ở mức giá từ 40 đến 50.000 đồng một kg. Đáng chú ý là do làm tốt khâu thông tin quảng bá nên toàn bộ sản lượng nhãn Việt Gáp của huyện Khoái Châu đã được các siêu thị đặt mua hết ngay từ cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Năm nay, các hộ trồng ổi ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ mở rộng được thêm 50 mẫu, nâng tổng diện tích trồng ổi toàn xã lên hơn 250 mẫu. Ổi được trồng tập trung ở thôn Ngân Hạnh và thôn Hòa Mục. Riêng thôn Ngân Hạnh, gần như 100% diện tích đất nông nghiệp đã chuyển sang trồng ổi. Trong số hơn 200 hộ trồng ổi của địa phương, nhiều hộ có diện tích từ 1 đến 2 mẫu như anh Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Văn Huy đều cho thu nhập cao và ổn định. Trung bình một sào trồng được 40 gốc ổi, mỗi năm thu hoạch 3 vụ chính. Nhờ khả năng chống chịu thời tiết tốt, mưa lớn kéo dài nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều tới năng suất. Bình quân năng suất ước đạt gần 1.000 tấn quả một sào một vụ. Hiện nay, ổi đang được bán với giá 5.000 đồng 1 kg. Đến tháng 9, tháng 10 có thể lên đến 17-18.000 đồng 1 kg, trừ chi phí các hộ dân ở đây thu lãi từ 12-15 triệu đồng một sào một năm. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên đã áp dụng hệ thống tưới nước tự động trong sản xuất nông nghiệp, giúp giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, xã có gần 10 hộ lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho ổi cam bưởi. Trung bình, các hộ làm vườn tại đây có diện tích từ 2 đến 5 mẫu trở lên. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Chính, thôn 1, anh Nguyễn Văn Toàn, thôn 3 có diện tích trên 5 mẫu. Theo các chủ hộ làm vườn ở đây cho biết, vườn rộng, việc tưới nước mất nhiều thời gian và công sức, lại không được thường xuyên, ảnh hưởng đến năng suất. Nên những năm gần đây, nhiều hộ dân tại xã đã đầu tư ứng dụng hệ thống phun tưới nước tự động. Hệ thống đường ống tưới nước được thiết kế trải khắp vườn qua hệ thống motor điện. Khi cần tưới, chỉ cần bật công tắc là có thể tưới và điều chỉnh mức độ tưới theo ý muốn cho cả diện tích lớn, góp phần giảm chi phí và công sức lao động. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã giúp nhiều hộ dân đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi năm cho thu lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Huyện Kim Động hiện có 25 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, nhiều hợp tác xã đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Toàn huyện có 25 hợp tác xã, trong đó thành lập trước năm 2015 là 16 hợp tác xã. Cuối năm 2015 đến nay, thành lập mới được 9 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vật nuôi phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, hợp tác xã còn đóng vai trò trung gian đối với việc tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm. Một số hợp tác xã có đầu ra ổn định cho bà con nông dân như hợp tác xã Nấm Việt Tú, hợp tác xã Thanh Long Học Phát, hợp tác xã chăn nuôi Bảo Ngọc Quang Tùng, trừ chi phí thu nhập của các hợp tác xã đạt từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Mới 25 tuổi, nhưng chị Nguyễn Thị Liên ở thôn Gạo Nam, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi đã làm chủ cơ sở sản xuất hương đi vào hoạt động được 2 năm nay. Không những nâng cao thu nhập cho bản thân, chị còn tạo việc làm ổn định cho 13 lao động với thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng một người trên tháng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, chị Liên chủ động tìm nghề cho mình.
từ một công nhân lao động bình thường, chị Liên tạo dựng được một cơ sở sản xuất hương do chính mình làm chủ. Với sự năng động, nhạy bén, chị Liên tìm được các kênh bao tiêu sản phẩm để ổn định sản xuất. Có được nguồn hàng ổn định, chị Liên mua 15 máy làm hương với giá thành khoảng 15 triệu đồng một máy về sản xuất. Trung bình mỗi tháng, cơ sở sản xuất bán được từ 17 đến 20 tấn hương, trừ chi phí, chị Liên thu lãi 200 triệu đồng một năm. Xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ là địa phương còn nhiều tồn tại vi phạm trên đất nông nghiệp, trong đó có những hộ xây công trình nhà ở kiên cố với diện tích hàng trăm mét vuông. Đây là ngôi nhà 2 tầng có diện tích hơn 100 mét vuông của ông Nguyễn Đình Khảm ở thôn Phủ Anh, được xây dựng trên đất nông nghiệp vào năm 2015. Còn đây là ngôi nhà của ông Trần Văn Nhặn với diện tích 54 mét vuông ở thôn Phủ Anh, cũng được xây dựng vào năm 2015. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều ngôi nhà kiên cố xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở xã Minh Tiến. Ngoài ra còn có nhà ông Nguyễn Đình Thái ở thôn Phủ Anh, Bùi Văn Tuyền, Ngô Văn Tám, Bùi Văn Thiền ở thôn Kim Phương. Toàn xã Minh Tiến hiện có 53 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, đến nay mới có 21 hộ tháo dỡ triệt để. Nguyên nhân của thực trạng trên là do người dân chưa có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, cố tình vi phạm. Chính quyền cơ sở còn thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, thiếu kiên quyết trong xử lý các trường hợp vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo thống kê chưa đầy đủ, Hưng Yên có khoảng 100.000 người nhiễm virus viêm gan B, C. Virus này là nguyên nhân dẫn đến 78% số lượng bệnh nhân mắc xơ gan, ung thư gan. Theo các bác sĩ khoa ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân bị xơ gan, ung thư gan giai đoạn muộn, mà thủ phạm gây ra chủ yếu là do virus viêm gan B và C. Chỉ khi nào người bệnh cảm thấy mệt mỏi, bệnh đến giai đoạn cuối mới vào viện. Lúc đó, điều trị bệnh xơ gan và ung thư gan do viêm gan virus đã vô cùng khó khăn, tốn kém mà hiệu quả không cao. Viêm gan B và C đều rất dễ lây nhiễm nhưng hoàn toàn có thể dự phòng được bằng vaccine. Tuy nhiên, hiện vẫn có khoảng từ 20 đến 30% người dân không tiêm phòng virus viêm gan hoặc tiêm bỏ mũi, cách mũi. Thực hiện tiêm phòng vaccine cho trẻ sơ sinh 24 giờ đầu sau khi sinh và những người có hành vi nguy cơ lây nhiễm cao. Nhờ khuyến khích các đơn vị tham gia đóng bảo hiểm, huyện Yên Mỹ có thêm 40 đơn vị mới, nâng tổng số người đóng bảo hiểm trên địa bàn đạt gần 120.000 người, tăng gần 7.800 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng 2.200 hộ, bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn 500 người. Trong đó, số người mới tham gia cả hai loại hình bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội đạt trên 500 người. Cũng trong 6 tháng đầu năm, số thu của Bảo hiểm xã hội huyện Yên Mỹ đạt trên 380 tỷ đồng, đã chi trả cho hơn 9.000 lượt người với số tiền gần 160 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, tại trường trung học cơ sở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, đã xảy ra vụ xô xát khiến anh Nguyễn Xuân Ngọc, sinh năm 1996, tử vong ngay sau đó. Theo nguồn tin, thì tại hiện trường vụ án, do mâu thuẫn xích mích trong khu vực cắm trại hè tại trường trung học cơ sở xã Tân Dân, hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát đánh nhau giữa anh Nguyễn Xuân Ngọc sinh năm 1996 và nhóm thanh niên có 3 đối tượng. Theo đội cảnh sát điều tra thu thập được, thì tại hiện trường, trong lúc xảy ra hỗn loạn, một trong 3 đối tượng đã dùng dao đâm 2 nhát vào anh Ngọc. Đối tượng đã đâm 1 nhát vào ngực phải và 1 nhát phía sau lưng trái đều trúng vào phổi của nạn nhân. Mặc dù nhân dân và lực lượng công an xã mang đi cấp cứu, nhưng anh Nguyễn Xuân Ngọc đã tử vong ngay trên đường đi do mất máu. Ngay sau khi gây án, 3 đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công huyện Khoái Châu đã xác minh đối tượng Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1997, Nguyễn Văn Hào, sinh năm 1997 và Lê Thi, sinh năm 1992, đều sống tại thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân. Hiện có 1 đối tượng đã ra đầu thú, còn 2 đối tượng bỏ trốn. Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh ta các vụ án do người chưa thành niên phạm tội thực hiện đã tăng lên cả về số lượng và có chiều hướng diễn biến ngày càng phức tạp. Có nhiều vụ án có liên quan đến việc mua bán và sử dụng chất cấm. Đây là hồi chuông cảnh báo đối với gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên,
từ năm 2011 đến nay đã có 288 vụ bạo lực học đường và vi phạm pháp luật với 309 đối tượng là trẻ vị thành niên. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 17 vụ, 31 người chưa thành niên vi phạm pháp luật. So với cùng kỳ năm 2017 đã tăng 1 vụ, 12 đối tượng. Trong đó tập trung nhiều nhất là tại địa bàn huyện Phù Cừ với 9 vụ, 12 đối tượng, chiếm 53% số vụ. Để tìm hiểu rõ nguyên nhân, chúng tôi đã có buổi làm việc với công an xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, địa phương có nhiều đối tượng trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Cái nguyên nhân là một là có trường hợp thì có bố mẹ thì ly thân. Và những cái đối tượng khác nữa thì nguyên nhân chung quy lại là cũng có các cháu thì bố mẹ đi làm ăn xa ở với ông bà. Thì qua cái tình cảm thì có thể ông bà cũng không thể sẵn gần được như bố mẹ. Các cháu đã tụ tập vào thành được những cái ổ nhóm, tức là chơi game thì dẫn đến là túng tiền thì là độc đi là ăn trộm trong dân. Thế là rất nhiều. Và gần về đây, cơ bản là các cháu vi phạm về cái trộm cắp thì ít nhưng mà dẫn đến những cái sử dụng chất trái phép thì lại nhiều. Điển hình như vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 12 tháng 3, tại nhà ông Nguyễn Đăng N, công an huyện Phù Cừ đã khám nhà của ông N và phát hiện có hai gói Tomaco nghi là cỏ Mỹ của con trai ông N. Qua giám định, chất này tại thời điểm diễn ra vụ việc vẫn chưa bị đưa vào danh mục chất cấm, nên em N bị xử phạt theo việc mua bán và sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thế em mới mua, bố mẹ em không biết. Em lướt Facebook thì được, nó có cái đề xuất ở trên Facebook ấy. Em thấy thì em thử xem như thế nào. Được gia đình động viên cũng như sự quan tâm từ chính quyền địa phương, em N đã nhận ra và không tái phạm. Hiện nay ngoài giờ học, em còn đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Cũng liên quan đến việc mua bán chất cấm, vào khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 2, công an huyện Phù Cừ tuần tra tại thôn Cát Dương, xã Tống Phan đã phát hiện và bắt quả tang Vũ HA, sinh năm 2002, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 7 gói ni lông, bên trong chứa các lá, cành, quả khô nghi là cần sa cùng 800.000 đồng, một điện thoại di động và nhiều vật chứng liên quan. Qua giám định xác định số cần sa trên có tổng trọng lượng là 23,026 gram, nhưng do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên HA bị xử phạt hành chính và giáo dục tại địa phương. Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc, chúng tôi đã tìm đến gia đình HA tại xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ và đã được lắng nghe câu chuyện về hoàn cảnh đáng thương của em. Tôi thì tôi rất thương cháu, bởi vì thực ra mà nói là cái hoàn cảnh đặc biệt của cháu thì hiện nay là mẹ sinh cho cháu hiện nay đang ở trong Bình Định. Thế mà một mình cháu về đây ở với ông bà. Thật sự là ban đầu thì chúng tôi sau khi nghe được tin thế thì chúng tôi cũng rất là trăn trở. Làm sao để cho nó, tôi cũng nói cháu để nó xóa đi cái mặc cảm. Bố mẹ HA chia tay từ khi em còn nhỏ. Năm em lên lớp 1 được gia đình gửi ra Hà Nội sống cùng với bà cô ở Xuân Đỉnh. Đến năm lớp 8 em mới được chuyển về sinh sống cùng ông bà nội tại xã Đỉnh Cao. Do thời gian sống xa cách quá lâu nên sự gắn kết và thấu hiểu của em với các thành viên trong gia đình vẫn còn nhiều khoảng cách, nên khi em có hành vi mua bán chất cấm, gia đình đã không hề hay biết. Dù vậy, sau khi sự việc diễn ra, tuy đã quyết định bỏ học nhưng em đã được gia đình gần gũi, động viên nên trong thời gian vừa qua em đã có nhiều thay đổi. Trước khi lúc đang học hành thì có đua đòi, nên bây giờ thì nói chung là cháu đã biết đường ăn năn hối cải và chấp hành tốt đường lối chủ trương pháp luật của nhà nước. Hiện tại, HA đang làm thêm tại một xưởng chế biến vải trên địa bàn xã để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Mặc dù đã hòa nhập được với cộng đồng, thế nhưng trong em chưa lúc nào vơi bớt những mặc cảm về một gia đình thiếu vắng người mẹ. Kiểu ngày đấy là mình cũng bị một số bạn bè ăn chơi rủ rê mình. Mình cũng vì nhiều thứ như kiểu muốn có tiền nên là mình chưa hiểu rõ được, mình làm những cái việc sai trái như thế. Em có nhớ mẹ của em và em mong muốn gia đình bình thường như bao người khác. Qua câu chuyện của HA và DN, có thể thấy việc trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật xuất phát từ việc thiếu hiểu biết kiến thức pháp luật, do bản tính tò mò và đôi khi là do thiếu sự quan tâm từ gia đình. Câu chuyện của hai em đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo những bậc làm cha mẹ cần có sự quan tâm đúng mức đến con cái, biết vun đắp cho tổ ấm gia đình để không còn những đứa trẻ lạc lối. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Hậu ở thôn Lê Như Hồ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên thu trên 10 tấn nhãn quả. Huyện Khoái Châu dẫn đầu tỉnh về số hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Tình trạng lạm dụng thuốc trừ cỏ gây ô nhiễm môi trường ở huyện Phù Cừ. Kính mời quý vị và các bạn chú đón xem.